Mini Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, hôm nay Mini Việt Nam xin mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng tham quan thành phố Thủ Đức và cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn về hiện trạng mới nhất của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Chúng ta đang đi ngang qua dưới gầm của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Phía trước mặt quý cô chú anh chị và các bạn chính là cầu vượt ngã tư Thủ Đức. Cầu vượt này nằm trên tuyến xa lộ Hà Nội. Đây là cây cầu vượt được làm bằng thép với tổng vốn đầu tư gần 280 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài 570 m, rộng 16 m với 4 làn xe. Cầu vượt ngã tư Thủ Đức chính thức thông xe vào năm 2013. Sau khi đưa vào sử dụng, cây cầu này đã góp phần giảm ùn tắc giao thông ở ngã tư Thủ Đức. Song cầu vượt này thường xuyên xảy ra tình trạng bị trồi nhựa, lún sâu và phải tiến hành sửa chữa nhiều lần. Con đường mà chúng ta đang đi chính là xa lộ Hà Nội. Còn bên phải của quý cô chú anh chị và các bạn đang thấy, đó chính là tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Xa lộ Hà Nội, tên cũ gọi là xa lộ Biên Hòa. Đây là con đường nối liền thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa Đồng Nai, được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961 do Mỹ đầu tư. Con đường này dài 31 km, bắt đầu từ cầu Sài Gòn và kết thúc là nút giao cắt quốc lộ 1 tại ngã ba chợ Sạp, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Đây là một trong những con đường cửa ngõ dẫn vào nội ô thành phố Hồ Chí Minh khi đi từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Tại thời điểm xây dựng, xa lộ được thiết kế để có thể sử dụng làm đường bay quân sự dã chiến. Tuy nhiên năm 1971, nó đã được xây vách ngăn giữa tiêm đường phân đôi xa lộ thành hai chiều riêng biệt để giảm tai nạn giao thông. Ban đầu, xa lộ chỉ rộng 21 m, đến hiện nay, nó đã nới rộng thành 142 m. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm nay bà con trong nước đổ xô đi bán vàng miếng SJC để cắt lỗ, giá mua vào chỉ còn hơn 61 triệu đồng một lượng. Suốt 10 tháng qua lấy lý do nguồn cung khan hiếm để neo ở mức giá cao, có lúc trên hơn 20 triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới. Nhưng đến hôm nay giá vàng lao dốc không phanh khi nhà vàng buông tay và người giữ vàng đổ ra bán. Đến 16 giờ 30 phút hôm nay, giá vàng miếng SJC chỉ còn 63,5 triệu đồng trên lượng, mua vào ở mức 61,5 triệu đồng trên lượng. Đây là mức giá quá sốc với nhiều người. Việc đoán sai xu hướng giá vàng không phải là hiếm, vì ở thời điểm trưa nay, ít ai dám nghĩ giá vàng sẽ thủng đáy ở giá 65 triệu đồng trên lượng trong hôm nay. Tuy nhiên thực tế vàng đang về sát ngưỡng 60 triệu đồng trên lượng khiến nhiều người không cầm cự nổi đã đổ ra bán. Trong khi đó giá dầu thô cùng với chi phí nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất tăng cao đã đẩy giá bán nhiều sản phẩm tăng, gây ra gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp. Giá cả hàng hóa tăng đã gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và bà con trong nước. Nhiều doanh nghiệp sản xuất không có lãi, thậm chí bị lỗ, còn các gia đình phải tiết kiệm chi tiêu, đời sống tinh thần và vật chất giảm. Trong hoàn cảnh hiện nay, những người lao động có đồng lương ít ỏi từ 5 đến 6 triệu đồng trên tháng gặp khó khăn nhiều nhất. Giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh khiến họ phải chắt bóp chi tiêu để đối phó. Giá tăng nhanh mà thu nhập không tăng nên đời sống của bà con lúc này rất khó khăn. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, như vậy là sau hơn một thập kỷ chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục phải lùi thời gian hoàn thành. Phần xây dựng cơ bản đã xong, nhưng nỗi lo tiến độ vẫn còn đó.
Các tuyến tàu điện ngầm metro ở bất kỳ đô thị lớn nào trên thế giới đều là giải pháp chủ lực để giải quyết bài toán giao thông công cộng. Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh có 8 tuyến metro kết nối giao thông công cộng cả thành phố. Nhưng ngay khi thực hiện tuyến số 1 Bến Thành Suối Tiên đã vấp phải nhiều vướng mắc về tiến độ và đội vốn. Tuyến metro số 1 dài khoảng 20 km là tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và cũng là của cả nước. Năm 2007, tuyến metro này được phê duyệt với tổng mức đầu tư 17.388 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2011 dự án được điều chỉnh lên hơn 47.325 tỷ đồng. Ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng vào năm 2017, đưa vào vận hành khai thác năm 2018. Sau đó, dự án tiếp tục phải lùi thời gian hoàn thành vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, rồi lại lùi thời gian hoàn thành đến cuối năm 2021. Tuy nhiên, mốc thời hạn này tiếp tục bị trì hoãn. Mới nhất, đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục kiến nghị lùi thời gian hoàn thành vào cuối năm 2023. 4 nguyên nhân chính khiến metro số 1 phải nhiều lần trì hoãn là 1. Chậm giải ngân vốn. 2. Gặp sự cố kỹ thuật. 3. Khó khăn nhân sự. 4. Ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19, dự án metro số 1 đang tăng tốc mong bù đắp tiến độ. Theo đề xuất mới nhất, thời gian hoàn thành sẽ được lùi lại vào cuối 2023. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp mọi việc thuận lợi. Thực tế cho thấy vẫn còn rất nhiều khó khăn đang bủa vây, đe dọa tiến độ của dự án. Hiện toàn bộ tiến độ của tuyến đã đạt trên 90%, nhưng vài phần trăm tiến độ còn lại là phần thử nghiệm, đánh giá, nghiệm thu. Đây là phần mấu chốt, chỉ một chi tiết không đạt là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố, các cơ quan ban ngành liên quan đã nhìn thấy rõ những khó khăn này. Tất cả đều đang nỗ lực hết sức để dự án đảm bảo tiến độ. Từ nay đến cuối năm 2023 sẽ là giai đoạn nước rút để dự án có thể đi vào hoạt động. Thời điểm hiện tại, các khó khăn về vốn, về nguồn nhân lực do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được giải quyết. Các nhà thầu đang khá tự tin về tiến độ các hạng mục xây dựng. Toàn bộ 17 đoàn tàu đã được nhập về Port Long Bình. Tại đây đang gấp rút thi công các hạng mục đường ray cuối cùng, phần cơ điện, điều khiển trung tâm để chuẩn bị chạy thử tàu trong năm nay. Hy vọng tuyến metro số 1, Bến Thành Suối Tiên sẽ hoàn thành, còn tuyến số 2, Bến Thành Tham Lương đang giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ mời thầu các gói thầu chính. Các tuyến còn lại đang kêu gọi đầu tư. Hơn lúc nào hết, bà con thành phố đang mong chờ từng ngày metro số 1 không còn lỗi hẹn, khai thông bế tắc cho giao thông công cộng để bà con đi lại được thuận tiện hơn. Đến đây Mini Việt Nam xin tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.